Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị. Các chị ra hàng mà mua thì hơn. Xong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng Người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chắc hẳn chúng ta biết rõ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay, trong Matthêu chương 25 câu 1 đến câu 13. 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Theo lẽ thường thì chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta, nếu người nào khôn thì sao ạ? Nếu người ta khôn thì cuộc sống này nó dễ thở hơn, phải không ạ? Cuộc sống này sẽ tốt đẹp. Nếu mà dại khờ thì chúng ta thấy hay bị người ta bắt nạt. Dại khờ thì hay bị người ta lừa. Dại khờ thì nhiều khi người ta nhìn với một con mắt khác. Khôn hay là khờ, chúng ta có thể hiểu được trong cuộc sống hàng ngày. Rồi chúng ta cũng nhận ra rằng là muốn khôn thì phải khờ đó. Chúng ta đánh vần cái chữ khôn thử xem. Khờ, ôn, khôn. Trong cái chữ khôn nó có chữ khờ trong đó. Khờ, ôn, khôn. Mà muốn khôn thì trước mắt phải khờ. Ai nên khôn mà không khốn vài lần? Nhiều khi vì mình khốn vài lần cho nên mình mới khôn ra. Nhiều khi vì mình bị lừa một vài vố cho nên mình mới sáng mắt ra. Phải không ạ? Chúng ta cũng nhận ra được điều đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta là những cái chuỗi ngày để chúng ta học khôn. Khôn trong cách cư xử, khôn trong việc làm ăn, kinh tế, khôn trong tất cả các cái quan hệ, các cái giao tiếp của chúng ta với nhau, với anh chị em của mình. Đối nội, rồi đối ngoại. Cần có cái sự khôn ngoan để chúng ta ứng xử. Và nếu chúng ta có cái sự khôn ngoan để ứng xử thì mọi sự nó sẽ đều tốt và đẹp cho cuộc đời chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được nghe cái câu chuyện về 5 cô khôn ngoan, 5 cô khờ dại. Và chúng ta thấy là họ cũng có những cái điểm rất là giống nhau, là cùng đi đón chàng rể, cùng có một mục đích là đón chàng rể. Rồi cùng cầm đèn cháy sáng trong tay. Và cả 10 cô đều thiếp đi và ngủ cả.
Trong khi đang chờ đợi chàng rể đến, nó chỉ khác biệt chỗ khôn, chỗ dại ở một cái điểm thôi. Đó là có chuẩn bị dầu đèn đầy bình thì những cô đấy được gọi là khôn ngoan, còn những cô kia không có chuẩn bị. Cho nên khi đèn đang cháy sáng mà hết dầu rồi thì nó sẽ tắt và không còn sáng nữa. Khôn và dại chỉ khác nhau có một cái chỗ đấy, chuẩn bị sẵn sàng dầu đèn đầy bình. Câu chuyện này Chúa muốn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, cái bữa tiệc cắn chung, cái bữa tiệc cuối cùng, nó cần thiết. Và đó là một bữa tiệc để mời gọi chúng ta hưởng ân phúc của Chúa, hưởng ân sủng của Chúa trong cuộc đời của mình. Thế nhưng chúng ta có được vào tham dự cái bữa tiệc đó không? Đó là cái chọn lựa của mỗi người chúng ta. Đó là cái sự khôn hay khờ của mỗi người chúng ta. Năm cô khôn được vào dự tiệc, năm cô khờ dại đứng ở bên ngoài. Và chúng ta thấy đúng là thật là năm cô khôn ngoan. Các cô khờ dại khi mà chàng rể nghe báo chàng rể đến thì đèn tắt rồi không được vào, thì mới xin các cô khôn ngoan, xin các chị cho chúng em chút dầu. Và ngay lúc đó thì các cô khôn ngoan trả lời: e rằng không đủ cho chúng em và các chị, các chị nên ra hàng mà mua. Và chúng ta thấy cái tính cách quyết định ở đây. Mình chuẩn bị cho mình đầy đủ thì mình được vào, còn người khác không thể thay thế cho mình. Tính quyết định nằm ở sự chọn lựa của mỗi người, thưa quý ông bà anh chị em. Khôn ngoan hay dại khờ, mình đều phải chọn lựa và chọn cho chính mình. Và chọn thì có lựa, mà lựa thì lựa những cái điều gì tốt nhất cho mình. Đó là khôn. Còn nếu chúng ta chọn lựa mà chúng ta còn không biết là chọn cái điều nào tốt cho mình nữa thì đó là dại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải học cái điều khôn. Trong các bài đọc ngày hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng ta cái điều đó. Bài đọc 1, chức sắc khôn ngoan, cũng nhắc nhở cho chúng ta. Chúng ta học cái sự khôn ngoan. Những ai yêu mến nó sẽ xem nó dễ dàng, và những ai tìm kiếm nó sẽ gặp được nó. Nếu mà chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan, chúng ta sẽ gặp được. Nó sẽ đón tiếp những ai khao khát nó để tỏ mình ra cho họ trước. Từ sáng sớm ai tỉnh thức tiến lại gần nó sẽ không lao nhọc, vì sẽ gặp nó ngồi nơi cửa nhà mình. Tìm kiếm sự khôn ngoan thì sự khôn ngoan sẽ cho chúng ta gặp. Vậy cớ sao chúng ta không đi tìm kiếm cái sự khôn ngoan đấy? Và chúng ta nên nhớ cái sự khôn ngoan để chúng ta có thể đối đáp với người đời. Nhưng mà một cái sự khôn ngoan mà Chúa cần nơi chúng ta, đó chính là cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Biết kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Và chính sự khôn ngoan này giúp cho chúng ta có thể tham dự bữa tiệc nước trời hay không. Kẻo rồi chúng ta lại đứng ở bên ngoài, thưa quý bà anh chị em. Cho nên mỗi ngày chúng ta hãy xét mình lại, xem mình đang ở trong thành phần năm cô khôn ngoan hay là năm cô khờ dại. Chắc chắn chúng ta có thể biết. Chúng ta xét mình, chúng ta có thể biết. Bởi vì cái tiêu chuẩn để xét chúng ta xem coi mình khôn ngoan ở chỗ nào, chúng ta có chuẩn bị dầu đèn đầy bình hay chưa, có sẵn sàng hay chưa, có chu toàn bổn phận của mình với Chúa và chu toàn trách nhiệm của mình với nhau hay chưa.
là người cha, người mẹ trong gia đình, chúng ta có chu toàn cái bổn phận của người cha, người mẹ trong gia đình đối với con cái của mình không? Những người mà Chúa trao phó cho mình. Đối với cộng đoàn, chúng ta có trách nhiệm với cộng đoàn, chúng ta đã chu toàn hay chưa? Chúng ta đã chu toàn bổn phận của mình với Chúa hay chưa? Chúng ta đã sống đức công bình, bác ái, yêu thương dành cho anh chị em mình hay chưa? Và nếu như chúng ta sống đầy đủ, trọn vẹn cái đức ái mà Chúa mời gọi chúng ta đối với Chúa và đối với anh chị em, mến Chúa và yêu người, và chúng ta chuẩn bị trong cái tư thế sẵn sàng như vậy, thì chắc chắn chúng ta không phải sợ gì cả. Không phải sợ thiếu dầu, bởi vì dầu của chúng ta đó chính là đức ái mà chúng ta dành cho Chúa và dành cho nhau. Dầu này không thể thiếu được, và thiếu thì chúng ta không thể vào nước trời được. Cho nên cái điều chúng ta cần chuẩn bị đó chính là chúng ta sống trọn vẹn cho Chúa và cho anh chị em của mình nhờ đức ái. Dầu đèn nó chính là đức ái. Đèn đức tin của chúng ta có sáng hay không? Và có sáng đến cái giờ phút cuối cùng để chúng ta được mở cửa để đón rước vào tham dự bữa tiệc hay không? Đó là chúng ta phải chuẩn bị cái dầu của đức ái, thưa quý bà anh chị em, tròn trách nhiệm trong cuộc đời của mình. Ai nên khôn mà không khốn vài lần? Nhưng mà đối với Chúa, chúng ta chỉ khốn một lần đó thôi, một cái lần quyết định trong cuộc đời thôi, thì chúng ta mất tất cả. Giống như năm cô khờ dại phải đứng ở bên ngoài, thưa quý bà anh chị em. Cho nên chúng ta phải khôn và chúng ta phải chọn lựa đúng lúc cho mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta nhận ra những điều cần thiết cho phần rỗi cuộc đời của mình, và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho cái ân phúc mà chúng ta sẽ được lãnh nhận. Không ai có thể chuẩn bị thay thế cho chúng ta được. Chúng ta mang tính quyết định cho cuộc đời của mình, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta hãy chuẩn bị, không phải đợi. Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Bởi vì nhiều khi chúng ta đợi và chúng ta lỡ cái chuyến đò. Nhiều khi chúng ta đợi và chúng ta không đủ khôn ngoan thì chúng ta lỡ cả cuộc đời chúng ta. Chúng ta xin Chúa đừng để chúng ta phải bỏ lỡ bữa tiệc nước trời giống như năm cô khờ dại. Amen.